Một hiệu trưởng đánh vợ bị chính con gái đăng clip tố cáo trên mạng xã hội. Người này tên Đặng Xuân Hiển, là hiệu trưởng của trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Theo thông tin từ con gái, thì ông Hiển ngoại tình còn chửi bới đánh đập vợ con vô cớ trong suốt 3 năm qua. Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn đề nghị hoàn tất quy trình ra quyết định kỷ luật đối với ông Đặng Xuân Hiển. Hành vi của ông Hiển là bạo lực gia đình, vi phạm quy định luật phòng chống bạo lực gia đình.